Theo Reuters ngày 19 tháng 11, Triều Tiên cho biết họ đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong 17 mới. Các nhà phân tích cho rằng đây có thể là vụ phóng thử thành công đầu tiên của hệ thống này sau khi có nhiều nghi ngờ về những tuyên bố của Bình Nhưỡng trước đó. Reuters cho hay sở dĩ Hwasong 17 được mệnh danh là quái vật bởi nó là tên lửa lớn nhất được trang bị hạt nhân của Triều Tiên và là tên lửa đạn đạo liên lục địa chạy bằng nhiên liệu lỏng di động lớn nhất thế giới. Đường kính của tên lửa ước tính từ 2,4 đến 2,5 mét và tổng khối lượng khi được cung cấp đầy đủ nhiên liệu có khả năng nằm trong khoảng từ 80.000 đến 110.000 kg. Theo trang web chuyên theo dõi về Triều Tiên 38North trụ sở tại Mỹ. Kích thước của Hwasong 17 khiến các nhà phân tích suy đoán rằng nó được thiết kế để mang nhiều đầu đạn và mồi nhử nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa tốt hơn. Hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết tên lửa được phóng thử ngày 18 tháng 11 đã bay gần 1.000 km trong khoảng 69 phút và đạt được độ cao tối đa 6.041 km. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada nói rằng Hwasong 17 có thể bay xa tới 15 km, đủ để vươn tới lục địa Mỹ. Triều Tiên trước đó tuyên bố phóng thử thành công Hwasong 17 lần đầu tiên vào ngày 24 tháng 3 năm nay. Truyền thông nhà nước Triều Tiên khi ấy đưa tin tên lửa đã bay trong 67,5 phút với tầm bắn 1.090 km và độ cao tối đa 6.248,5 km. Tuy nhiên, sau vụ phóng thử này, các nhà phân tích và quan chức tình báo ở Hàn Quốc và Mỹ kết luận rằng Triều Tiên phóng thử tên lửa Hwasong 15 chứ không phải Hwasong 17.